Ta bảo đứng thì đứng, ngồi thì phải ngồi, đúng không bà? Cô cũng thông minh đó, nói một biết mười. Nhưng mà cũng đừng tài lanh quá sẽ bị lộ. Vậy khi nào á tôi mới được kết duyên với lại Lê công tử, giống như lời bà đã hứa vậy đó? Giờ thì hãy nằm yên ngay trên giường, ta sẽ sai bà bếp chưng tổ yến cho mà ăn. Cái gì? Tổ yến hả? Trời, tôi nghe nói tổ yến vừa ngon nè mà bổ nữa. Bây giờ ngươi là tiểu thư Thu Hạnh, gia đình giàu nhất xứ này, muốn ăn tổ yến cũng đâu có gì đâu mà động trời, mà làm gì thấy ghê vậy? Dạ con quên, con biết rồi thưa bà. Thiệt nhức đầu quá, không biết phải dạy ngươi như thế nào đây, không khéo thì làm lộ việc của ta công cốc hết. Con biết rồi, con sẽ kiềm chế lại, con sẽ ghi nhớ lời bà, làm đúng theo lời bà dặn. Thôi đừng nói nhiều, nằm trên đó đi, đọc 100 lần ta là tiểu thư Thu Hạnh, nhớ chưa? Con biết rồi. Tôi là tiểu thư Thu Hạnh. Tôi là tiểu thư Thu Hạnh. Ta là tiểu thư Thu Hạnh. Cái gì vậy? Đúng là cái đồ đầu đất hả? Ta biểu ngươi nhẩm trong đầu để ghi nhớ thôi, chứ không phải là đọc la làng lên cho mọi người nghe hả? Con biết rồi. Con này đúng là ngu như bò.